cập nhật quân sự mở ngày 4 tháng 9. Hằng Long xin kính chào quý vị, chúc quý vị buổi trưa vui vẻ. Trong phần tin tức trưa nay, quân sự mở xin được gửi đến quý vị một số cập nhật mới nhất về tình hình trên chiến trường Ukraine và những thông tin khác liên quan. Mở đầu là thông tin đáng chú ý về việc Mỹ sắp đạt thỏa thuận gửi tên lửa tàng hình Zos mà Nga không thể đánh chặn cho Ukraine. Việc Mỹ có chuyển giao loại tên lửa hành trình nguy hiểm mà các hệ thống phòng không Nga gần như không thể đánh chặn đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý với các quyết định viện trợ của phương Tây cho Ukraine gần đây. Mới đây, tờ Reuters đưa tin Hoa Kỳ sắp đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa ZAS với tầm bắn 370 km có thể vươn sâu vào lãnh thổ Nga. Nhưng Kyiv sẽ phải đợi vài tháng vì Washington đang giải quyết các vấn đề kỹ thuật trước khi chuyển giao. Hãng thông tấn Reuters ngày 3 tháng 9 trích dẫn ba nguồn tin cho biết, việc đưa tên lửa hành trình không đối đất tầm xa liên quân SARS mươi 158 vào một gói vũ khí dự kiến sẽ được công bố vào mùa thu năm nay, mặc dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra các quan chức mỹ cho biết việc gửi gas đến ukraine có thể thay đổi đáng kể cục diện chiến trường khi nhiều vùng lãnh thổ của nga nằm trong tầm bắn của các loại đạn dược dẫn đường chính xác và mạnh mẽ hơn một mối quan tâm nổi bật của chính quyền tổng thống biden các nhà phân tích quân sự cho rằng việc đưa JASS vào sử dụng loại tên lửa tàng hình và có thể tấn công xa hơn hầu hết các loại tên lửa khác trong kho vũ khí hiện tại của Ukraine có thể đẩy lùi các khu vực tập kết và kho tiếp tế của Nga ở chiều sâu hàng trăm km điều này sẽ làm phức tạp nghiêm trọng khả năng duy trì các hoạt động tấn công của Nga và có khả năng mang lại cho Ukraine lợi thế chiến lược nếu giá được phóng từ các điểm gần biên giới phía bắc của Ukraine với Nga, nó có thể tấn công các cơ sở quân sự ở xa tận các thành phố Voronezh và Bryansk. Còn ở phía nam, sử dụng vũ khí này ở gần chiến tuyến có thể cho phép Ukraine tấn công các sân bay hoặc cơ sở hải quân ở tận phía nam bán đảo Crimea. Tên lửa Zars có thể cho phép Kyiv tấn công các mục tiêu cách Nga khoảng 300 km, bao gồm ít nhất 30 căn cứ không quân, một số trong đó Nga đã dùng làm bàn đạp để tấn công Ukraine. Cho đến nay, Zars mới chỉ được tích hợp vào máy bay do Hoa Kỳ thiết kế. Sau này, Ukraine sẽ vận hành hàng chục máy bay F-16. Mỗi máy bay có thể mang theo hai tên lửa hành trình. Một quan chức Mỹ cho biết, nước này từng cố gắng tích hợp tên lửa Azaz lên máy bay quân sự chuẩn Liên Xô mà Ukraine sở hữu, nhưng không cung cấp chủng loại cụ thể và kết quả của chương trình. Ukraine đang vận hành tiêm kích MiG-29, Su-27 và cường kích Su-24 thừa hưởng từ Liên Xô. Nhu cầu của Ukraine về các loại vũ khí mạnh hơn đang gia tăng khi nước này liên tục phải đối mặt với áp lực dữ dội từ lực lượng Nga dọc theo mặt trận phía đông. Các tên lửa SARS phiên bản cũ do Lockheed Martin Corp sản xuất có tầm bắn khoảng 370 km và mang được đầu đạn 450 kg. Các tên lửa dài khoảng 4 m được thiết kế để có khả năng tàng hình, khiến chúng khó bị phát hiện trên radar. Chúng cũng có thể bay gần mặt đất và có thể được lập trình để đi theo các tuyến đường phòng để tránh hệ thống phòng không. Biến thể tăng tầm AGM-158B có tầm bắn lên tới gần 930 km. Mặc dù phiên bản cũ hơn có thể ít chống chịu được tác chiến điện tử hơn so với phiên bản SARS hiện tại, nhưng đầu do hồng ngoại sẽ giúp nó tìm thấy mục tiêu ngay cả khi bị nhiễu nặng. George William Herbert thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterey ở California cho biết. Chúng khá tàng hình, nhưng không được thiết kế hoàn toàn để tàng hình tối đa, chuyên gia Herbert nói vài năm trước một loạt tên lửa đã được bắn vào syria sau các sự cố vũ khí hóa học và các hệ thống phòng không của nga tại quốc gia này đã không bắn hạ được nhiều tên lửa có thể nói là họ đã không thấy bất cứ tên lửa nào tôi kỳ vọng rằng các đường bay được lên kế hoạch cẩn thận sẽ giúp sas có hiệu quả ở hầu hết mọi nơi trong khu vực chiến tranh một quan chức trong Quốc hội Mỹ cho biết, việc cung cấp gas cho Ukraine cũng sẽ gây thêm áp lực buộc Washington phải dỡ bỏ các hạn chế về cách Ukraine sử dụng vũ khí, vì tác động của chúng sẽ bị hạn chế nếu chúng không được phép sử dụng để nhắm vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Washington đã miễn cưỡng cung cấp vũ khí có thể tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga, vì sợ rằng điều đó sẽ làm leo thang xung đột các đồng minh đã viện trợ vũ khí cho Ukraine, nhưng đi kèm điều kiện về cách thức và thời điểm chúng có thể được sử dụng bên trong nước Nga. Vì lo ngại những cuộc tấn công như vậy có thể thúc đẩy hành động trả đũa khiến các nước NATO tham gia vào một cuộc chiến, hoặc là gây ra xung đột hạt nhân. Ukraine có kế hoạch chiếm giữ vô thời hạn vùng lãnh thổ tỉnh Kursk, Tổng thống Zelensky nói. Kyiv đang có kế hoạch chiếm giữ vô thời hạn các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của tỉnh Kursk khi cố gắng buộc tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News phát sóng vào ngày 3 tháng 9. Ông mô tả chiến dịch Kursk là một trong những giai đoạn để chấm dứt chiến tranh, nói rằng nó liên quan đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai của Ukraine. Hiện tại chúng tôi cần nó, ông Zelensky nói, ám chỉ đến các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Nga. Khi cuộc tấn công của Kyiv vào tỉnh Kursk bước sang tuần thứ tư, Ukraine đã kiểm soát hơn 1.290 km vuông lãnh thổ và 100 khu định cư, tổng tư lệnh Oleksandr Sersky cho biết vào ngày 27 tháng 8. Binh lính Ukraine đã bắt giữ hơn 600 tù nhân Nga. Chúng tôi không cần đất của họ, chúng tôi không muốn mang lối sống Ukraine của mình đến đó, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn. Tổng thống Ukraine nhắc lại rằng các vùng lãnh thổ bị chiếm giữ trong chiến dịch Kursk là một phần trong kế hoạch chiến thắng của Kyiv mà ông muốn thảo luận với Hoa Kỳ vào tháng 9. Ông Zelensky từ chối nói liệu Ukraine có kế hoạch chiếm thêm lãnh thổ của Nga hay không. Moscow đã luân chuyển khoảng 30.000 quân từ các khu vực khác đến hướng Kursk, và con số này đang tăng lên, ông Zelensky cho biết vào ngày 27 tháng 8. Đồng thời, Nga triển khai các đơn vị thiện chiến nhất của mình tại khu vực Pokrov, nơi đã diễn ra giao tranh ác liệt trong nhiều tháng. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết trong báo cáo tình hình chiến trường Nga-Ukraine vào ngày 2 tháng 9 rằng, lực lượng Nga gần đây đã giành lại được các vị trí đã mất trước đó ở phía đông Korenevo, trong bối cảnh Ukraine vẫn tiếp tục cuộc tấn công vào Kursk. Trận chiến giành Korenevo đã kéo dài từ cuối tháng 8. Theo nhà phân tích quân sự Jan Matvejev, các cuộc đụng độ dữ dội nhất xảy ra ở khu vực Korenevo, từ làng đến Ongopka và Crimea. Theo ISW, cảnh quay được định vị địa lý được công bố vào ngày 2 tháng 9 cho thấy, lực lượng Nga gần đây đã giành lại được các vị trí đã mất trước đó gần Ongopka, phía đông của Korenevo. ISW đánh giá rằng lực lượng Ukraine có khả năng đã rút khỏi khu định cư này. Một blogger quân sự người Nga tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã có những bước tiến nhỏ gần Pokrebki và Malaya Luknia, phía tây bắc Sotsa. Blogger này cũng cho biết rằng quân đội Nga trước đó đã từ bỏ các vị trí trong các khu định cư trên để tránh bị bao vây. Các nguồn tin của Nga từ ngày 1 và ngày 2 tháng 9 cho biết rằng, Lực lượng Ukraine đã tiến hành các hoạt động tấn công ở nhiều địa điểm khác nhau xung quanh Korenevo, Sazha và các khu vực lân cận khác. Các hoạt động này được cho là diễn ra ở phía tây nam, phía đông và gần Korenevo, cũng như phía tây bắc, phía bắc, phía đông bắc và phía đông nam của Sazha. Báo cáo của ISW cũng đề cập đến tuyên bố của một blogger người Nga rằng lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công các cầu phao của Nga bắt qua sông Xem ở huyện Gloskokski phía Tây của chiến tuyến hiện tại của Ukraine tại tỉnh Kurs. Một phó thủ tướng, ba bộ trưởng Ukraine cùng nộp đơn từ chức Truyền thông ngày 3 tháng 9 đưa tin, một phó thủ tướng, ba bộ trưởng Ukraine, một giám đốc quỹ tài sản nhà nước cùng nộp đơn từ chức. Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk, ngày 3 tháng 9 thông báo, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Alexander Kamysin, Bộ trưởng Tư pháp Denis Maliuska, Bộ trưởng Môi trường Ruslan Stilets và Vitaly Koval, giám đốc quỹ tài sản nhà nước Ukraine đã nộp đơn xin rời nhiệm sở. Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu, bà Olha Stefanyshyna cũng đã nộp đơn xin từ chức. Cũng trong ngày 3 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải phó chánh văn phòng, phòng của mình là Rostislav Shoma. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Alexander Kamysin đã xác nhận thông tin, ông viết trên Telegram: "Tôi sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực quốc phòng nhưng với vai trò khác", nhưng không đề cập đến nguyên nhân từ chức. David Arakamia, một nhà lập pháp cấp cao cùng đảng với Tổng thống Zelensky cho biết, sẽ có một cuộc tái thiết chính phủ lớn trong tuần này, trong đó hơn một nửa số bộ trưởng sẽ thay đổi. Theo nguồn tin từ trang Pravda Ukraine, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba sẽ bị thay thế, ứng cử viên cho vị trí này vẫn đang được xác định. Nhưng người thay thế có khả năng nhất là Andriy Sibiga, phó cục trưởng thương nhất Bộ Ngoại giao. Từ đầu mùa hè, các nhà lập pháp và giới quan sát đã dự đoán rằng sẽ có những thay đổi lớn trong chính phủ Ukraine. Việc ông Kamyshyn và hai bộ trưởng rời đi sẽ khiến đội các của Tổng thống Volodymyr Zelensky thêm phần bất ổn, với ít nhất 5 bộ trưởng bị cách chức chưa được thay thế. Ông Zelensky và đội ngũ chính trị của mình có thể sẽ sớm tìm cách lấp đầy tất cả chức vụ còn trống nhằm ổn định tình hình trước khi Tổng thống Ukraine lên đường sang Mỹ dự hợp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này. Việc các bộ trưởng từ chức diễn ra trong bối cảnh Kyiv đang tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới đầy rủi ro vào khu vực Kursk của Nga khi quân đội Moscow tiến về phía trước với tốc độ ngày càng nhanh ở phía đông Ukraine. Trực thăng Mi-8 thứ hai của Nga mất tích trong vòng một tuần Một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga chở 6 người đã mất tích vào ngày 3 tháng 9 tại tỉnh Irkutsk của Nga, hãng thần tấn nhà nước Nga Ria Novosti đưa tin. Trên đường từ Irkut đến Orlik, trực thăng đã bị mất liên lạc tại biên giới của Cộng hòa Buryatia và tỉnh Irkut. Sau đó, trong ngày, Alexei Tersidenov, người đứng đầu Cộng hòa Buryatia tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng chiếc Mi-8 đã hạ cánh tại biên giới Buryatia, cách thành phố Irkut 85 km. Có hai nhân viên y tế và phi hành đoàn trên máy bay. Theo Tersidenov, có hai người bị thương nhẹ. Trước đó, một chiếc trực thăng Mi-8 khác của Nga chở 22 người đã mất tích vào ngày 31 tháng 8 tại bán đảo Kamchatka ở vùng viễn đông của Nga. Một ngày sau, giới chức Nga tìm thấy xác của trực thăng, không ai sống sót. Ngành hàng không Nga đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây để đáp trả cuộc xâm lược toàn diện của Điện Kremlin vào Ukraine. Nhiều sự cố liên quan đến trục chặt thiết bị trên máy bay dân dụng đã được báo cáo. Đồng minh của ông Putin lo ngại mối đe dọa hạt nhân không có tác dụng. Các đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lo ngại rằng các mối đe dọa hạt nhân không còn hiệu quả nữa vì mọi người không tin rằng Moscow sẽ thực sự sử dụng vũ khí hạt nhân của mình. Các vị khách mời trong chương trình Grand Death do các nhà tuyên truyền của Điện Kremlin, Ivan Truskin và Andrei Nokin dẫn chương trình đã thảo luận về vũ khí hạt nhân và mối đe dọa mà chúng cũng như Nga gây ra. Một đoạn trích của chương trình phát sóng đã được nhóm giám sát Russian Media Monitor chia sẻ trên YouTube và được nhà báo Julia Davis chia sẻ trên mạng xã hội X những tuyên bố mới nhất về vũ khí hạt nhân xuất hiện khi các nhà khoa học mỹ phát hiện nơi có khả năng là địa điểm phóng tên lửa hạt nhân của nga mà ông putin mô tả là bất khả chiến bại điều khiến tôi sợ là ngay bây giờ tình trạng hạt nhân bằng cách nào đó đang bị vô hiệu hóa narkin nói trong nhiều thập niên mọi người biết rằng sẽ không có ai tấn công quý vị vì quý vị có vũ khí hạt nhân Bây giờ đối thủ tin rằng quý vị sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân của mình vì biết rằng sẽ có phản ứng đáp trả tương tự và điều này dẫn đến việc hủy diệt lẫn nhau. Nếu chúng ta không có bom nguyên tử vào giữa thế kỷ 20, thì các đồng minh cũ của chúng ta chắc chắn đã tấn công chúng ta. Andrei Sidorchik, một khách mời trong chương trình cho biết quả bom không chỉ là yếu tố ngăn chặn mà còn là cách chúng ta gây ra thiệt hại ở mức không thể chấp nhận được cho quân xâm lược. Ngày nay, chỉ có vũ khí, nguyên tử là chưa đủ. Mọi người phải thuyết phục rõ ràng đối thủ của mình rằng chúng ta chắc chắn sẽ sử dụng nó trong tình huống cần thiết. Không ai trên thế giới nghi ngờ điều này với người Mỹ, nhưng vì một lý do nào đó, họ lại nảy sinh những nghi ngờ đối với Nga. Cuộc trò chuyện diễn ra ngay sau khi có tin tức rằng Nga sẽ thay đổi học thuyết về việc sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm đáp trả những gì mà nước này coi là sự leo thang của phương Tây trong cuộc chiến ở Ukraine, theo hãng tin Reuters cập nhật quân sự mở đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hằng lâm vào quân sự mở xin chào và hẹn gặp lại quý vị